Thưa quý vị, nhân viên của hãng Iberia đình công chống cắt giảm công việc làm và tiền lương tính từ Paris. Hàng ngàn nhân viên đã tập trung trước trụ sở trung ương của hãng hàng không Iberia, biểu tình chống chương trình tái cấu trúc, cắt giảm 3.807 công việc làm và cắt giảm tiền lương. Các nghiệp đoàn đại diện cho công nhân đã quyết định đình công 3 lần từ tháng 2 tới tháng 3. Mỗi ngày đình công sẽ làm cho Iberia thiệt hại khoảng 1 triệu euro. Cuộc đình công 5 ngày lần thứ nhất đã bắt đầu trong ngày 18 tháng 2. Cuộc đình công lần thứ nhì bắt đầu từ ngày 4 tháng 3 và cuộc đình công lần thứ ba sẽ diễn ra từ ngày 18 tới ngày 22 tháng 3. Các cuộc đình công cũng gây thiệt hại nặng cho ngành du lịch Tây Ban Nha lên cao độ trong mùa xuân và mùa hè. Tiếp viên hàng không Alejandra Rosas nói rằng Iberia đại diện cho nền kinh tế, cho ngành du lịch Tây Ban Nha. Công ty đang phá hủy nền kinh tế, bán rẻ nền kinh tế quốc gia. Hãng Iberia đã hủy bỏ 431 chuyến bay từ thứ Hai cho tới thứ Sáu và hủy bỏ trên 850 chuyến bay của các hãng chi nhánh như là Vueling, Air Nostrum và Iberia Express. Khoảng 40.000 hành khách bị ảnh hưởng cuộc đình công. Hãng Iberia cho biết có 38.000 hành khách đã mua vé các hãng khác. Hãng Iberia là một công ty của tập đoàn International Airlines đã tuyên bố trong tuần trước sẽ tiến hành chương trình sa thải để giúp công ty có thể sống còn. Phi công Ramon Alonso nói rằng sự sáp nhập giữa Iberia và British Airlines là sự sáp nhập không công bằng, có lợi cho BA. Các nỗ lực giải quyết từ chính phủ Tây Ban Nha và các nghiệp đoàn đã không thành công. Iberia là hãng hàng không lớn nhất từ Âu Châu đi châu Mỹ Latin, đang tranh đấu để có thể vượt qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế, làm ảnh hưởng tới dịch vụ.